Cô Hường xin chào các con. Chào mừng các con đến với trung tâm toán tư duy Edison. Cô Hường rất vui được gặp lại chúng mình vào thứ hai đầu tuần. Cô chúc chúng mình sẽ có một tuần học tập thật là vui vẻ Cô này. nhà con đi vệ sinh ạ. Chúng mình sắp tới có một kỳ thi đánh giá giữa kỳ 2 đúng không? Nên cô hy vọng là các con sẽ làm bài thật là tốt này, bình tĩnh và được điểm cao nhé. Lớp mình đã có bạn nào thi giữa kỳ chưa? À, chưa bạn nào thi à? Bạn nào thi rồi thì nhắn cho cô chữ rồi. Bạn nào chưa thi thì nhắn chữ chưa nào. Cô chào Minh Nghĩa. Alo. Đấy, mấy Cô giữa kỳ hay hết học kỳ? Giữa học cho kỳ. tôi Cô chào Minh Nghĩa. em chào cô Cô chào con. Con bật cam lên được không? u ơi cô, em bảo Ủa? nha cô. Nào, lại bật mic nói leo rồi. Nếu mà con chúng mình bật mic nói leo là cô Hường sẽ tắt cái chế độ tự bật mic của chúng mình đi đấy nhá. Cô chào Minh Nghĩa. Cô Hường xin giới thiệu với lớp 3T3 là lớp mình sẽ có một bạn mới. Bạn đó tên là Minh Nghĩa. Minh Nghĩa đang học ở trường tiểu học nào đấy con? Con học ở trường tiểu học Chi Lăng ạ. Chi Lăng, Lạng Sơn hả con? Không, trường tiểu học Chi Lăng, Quế Võ ạ. Ở đâu cơ? Ở Quế Võ ạ. Quế Võ, Bắc Ninh. Cô chào con. Rất vui được gặp con và cô hy vọng là con sẽ đồng hành thật tốt với lớp 3T3 nhé. Các bạn lớp mình học rất là ngoan, chăm và học lực cũng rất là tốt. Lớp mình hiện tại đang có 8 bạn, vậy còn thiếu ai nhỉ? Gia Hưng này, Mai An này. Còn ai nữa nhỉ? Gia Hưng, Mai An, Bảo Trâm vào chưa ạ? Bảo Trâm có rồi. Thế mình đoán được là thiếu ai giúp cô. Khương Duy vào chưa ạ? Chưa thấy Khương Duy đâu. Rồi thôi, chúng mình bắt đầu học thôi. Long Vũ vào chưa ạ? Em đây cô. Ok. Lớp mình hôm nay các bạn vào khá là muộn đấy. Chắc đang ăn cơm rồi. Rồi, chúng mình bắt đầu buổi học nhá. Ủa, thế là rất nhiều bạn lớp mình chưa thi giữa kỳ đúng không? Chắc là sắp rồi đúng không? Sắp sắp rồi. Các con ghi đầu bài vào giúp cô. Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023. Toán, ôn tập giữa kỳ ạ. Học kỳ 2. Ôn tập giữa học kỳ 2. Các bạn ghi đề bài vào giúp cô Hường ạ. Một bạn đọc lại giúp cô Hường đầu bài nào. Mời anh Dũng với có mái tóc mới xoăn chít. Em nói cô là ôn tập giữa học kỳ 2 ạ. Mời Hoàng Em nói cô Long. là ôn tập giữa học kỳ 2 cộng Rồi. 3. Hai cộng ba cái gì nào? Rồi. Bây giờ chúng mình mở vở ô ly giúp cô Hường. Các con đã được vẽ sơ đồ tư duy bao giờ chưa? Các con đã được vẽ Rồi sơ ạ. đồ tư duy bao giờ chưa? Ví dụ như là có một cái hình to to ở giữa này này. Đúng không? Xong rồi xung quanh nó chia ra các nhánh ấy. Các con đã được vẽ sơ đồ tư duy bao giờ chưa? Ví dụ như môn tiếng Anh. Thế thì em chưa. Em Chưa. chưa Rồi. ạ. Tiếng Anh em vẽ rồi. Thế thì bây giờ cô Hường cho chúng mình vẽ nhá. Các con mở vở ra. Lưu ý là vở của các con ít nhất là phải còn vở phải khoảng các con phải dành khoảng nửa trang giúp cô Hường để viết vẽ sơ đồ. Vâng, em Các chưa bạn vẽ rồi. Em phải cô sang ơi, trang. cô như này có được không cô? Đâu rồi, Em thừa sang trang rồi à. cô, em phải sang trang. Ừ. Rồi rồi, không nói tự do rồi. Bây giờ chúng mình vẽ giúp Cô cô Hường như nào. này đủ không cô? Đủ đủ đủ. Các bạn có thể vẽ đám mây hay vẽ hình tròn hay vẽ hình vuông cũng được tùy. Con sẽ về vẽ đám robot mây kiểu cút vẽ tinh. robot cũng được. Hay vẽ trái tim hay là vẽ cái gì cũng được. Các bạn vẽ giúp cô Hường ở bên ở giữa vở nhá. Vẽ ngang à cô? Vẽ dọc con ạ, dọc theo chiều vở. Không chưa? Rồi, các bạn vẽ xong hình ở giữa chưa? Bây giờ ghi cho cô. Giữa
Giữa học kỳ 2. À, hôm trước cô Hường cũng đã gửi cho chúng mình lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 của bên trung tâm ấy là vào buổi thứ tư tuần này. Thế thì chúng mình đã nhận được lịch đấy chưa? Bạn nào được nhận được lịch rồi thì nhắn cho cô chữ rồi vào ô chat ạ. Hôm Ok trước cô có gửi vào trong nhóm lớp lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 ở bên trung tâm. Thì các con đã nhận được lịch chưa? Nếu các con chưa thì các con bảo với cô. Mà rồi thì các con nhắn cho cô là con nhận được lịch rồi cô Hường ạ. cô. Cô cho em xem lại nhóm lớp được không cô? Rồi, thứ tư chúng mình kiểm tra trên Google Form như mọi lần thôi. Và bạn nêu lại cho cô nào. Từ đầu học kỳ 2 đến giờ thì các con đã được học những kiến thức gì nhỉ? Ai còn nhớ không nào? Từ đầu học kỳ 2 đến bây giờ thì chúng mình đã được học những kiến thức gì? Bạn nào còn nhớ không? Liệu ai còn nhớ nào? Từ đầu học kỳ 2 đến bây giờ. Công Huân, Long Vũ, Nam Khánh nào? À, cô mời Minh Nghĩa nào. Bạn Minh Nghĩa có học từ đâu cô? À, đấy mới học mà cô. Rồi, cô cho bạn chia sẻ. Cô mời Minh Nghĩa. Em thương cô là em về tính diện tích hình vuông và tính diện tích hình chữ nhật. Chia số Rồi, có 4 chia số, cho số có 1 chia số. Với rồi, cả... diện tích cô sẽ ghi ở đây là diện tích hình vuông, cô viết tắt nhá, hình chữ nhật này. Với Rồi, nhân, chia. nhân số chia số nhân số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số và chia số có 4 chữ số, cho số có 1 chữ số. Còn gì nữa không nhỉ? Con học đến 100.000 rồi cô. Rồi, các bạn trên lớp mình cũng học đến 100.000. Còn gì nữa không con? À, cô cảm ơn con nhé. Và các bạn sẽ bổ sung cùng con. Cô mời Công Huân nào. Công Huân bổ sung cho bạn nào. Nhưng cho cô Bạn, là chúng mình bài chưa viết toán vào vở đâu nhé. Chưa viết vào bài vở đâu. toán rút về đơn vị vị bài toán rút về đơn vị dạng 2, chia số có Bài 5 chữ số, cho số có 1 chữ số. rồi, cô cảm ơn con. Thế bây giờ cô sẽ thống kê lại nhé. Thứ nhất này. Đầu tiên khi giúp cô Hường này. Phép tính, ghi cho cô một nhỏ này, ghi cho cô số 1 vào đây. Phép tính các số trong phạm vi 10.000. Ghi cho cô Hường một nhỏ. Phép tính các số trong phạm vi 10.000. Bạn nào vừa mới vào nhỉ? Ngọc Diệp vừa mới vào. Cô chào Ngọc Diệp. Cô, cái đấy con cần vẽ phải không cô? Có chứ. Viết vào, cô bảo viết vào vở đây. Không, cái một phép tính các số trong phạm vi một Có chứ. mười Con viết vào. Con viết mũi từ cái hình ở chính giữa này. Con viết mũi tên ra đúng không? Mũi tên này biểu thị là chỉ ra cái số 1 này. Mục 1. Phép tính các số trong phạm vi 10.000. Cô chào Hưng. Cô chào Diệp. cô tóm tắt đi cô, nhờ giải quá không đủ cô. Thế lại không đủ. Con viết như cô rồi này.
Không chưa? Mình ghi xong phần 1 chưa? Em Xong ghi rồi xong. nhắn cho cô chữ xong. Rồi, tiếp theo đến phần số 2. Nào, bạn nào biết là nội dung số 2? À đây, Long Vũ đã xong. Hồng Giang, Ngọc Diệp bật cam lên Ngọc Diệp ơi. Vậy là lớp mình còn thiếu ai nhỉ? Lớp mình còn thiếu bạn Khương Duy và bạn Mai An đúng không? Rồi, nội dung số 2 các con ghi vào giúp cô. Không thì nữa chúng mình sẽ đi ôn từng nội dung một. Biết nội dung thứ hai cô. Bài toán rút về đơn vị. Hưng ơi, Hưng lấy vở ra đi. Xong rồi Hưng vẽ sơ đồ này vào trong vở. Xong chưa nào? Nào một bạn đọc lại cho cô Hường nội dung số 1 và nội dung số 2. Cô mời Hồng Giang. Được cô, nội dung số 1 là phép tính các số trong phạm vi 10.000. Nội dung số 2 là bài toán rút về đơn vị ạ. Rồi, cảm ơn con. Tiếp theo nội dung số 3. Các bạn ghi vào cho cô nào. Nội dung số 3. Tí nữa các Ghi con ghi bài xong. gì vào vở cho cô? Chưa, bây giờ các bạn đang vẽ cái sơ đồ này vào vở con ạ. Vâng ạ. Hôm nay học bài ôn tập giữa học kỳ 2. Hôm nay con vào muộn thế con. Không chưa? Tiếp theo, diện tích hình vuông phẩy hình chữ nhật. Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật. Các bạn ghi cho cô mục 3, diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật. Không chưa? Rồi đọc lại cho cô từ nội dung 1 đến nội dung 3 nào. Cô mời Hưng. Hưng ơi, Hưng đọc cho cô nội dung số 1, số 2 và số 3 nào. Alo. Và thưa cô, một phép tính các số trong phạm vi 10.000, hai bài toán rút về đơn vị, ba diện tích hình vuông. Rồi, cô cảm ơn con. Nội dung thứ tư, mình cứ ghi vào cho cô nào, nội dung thứ tư. Nội dung thứ tư này, phép tính trong phạm vi 100.000.
phép tính trong phạm vi 100.000. Và là xong cả bốn nội dung rồi, để chúng mình nhắn tin cho cô. Và bên cạnh đó thì chúng trong cái bài thi của chúng mình có thể như là sẽ có thêm ví dụ như người ta hỏi diện tích này và tìm thành phần chưa biết. Rồi, thì cô ghi vào đây. Ghi vào đây cho cô một cái ý nữa. Ý số nội dung số 5. Tìm thành phần chưa biết, đó là tìm tìm y, tìm x đó con, tìm x đó các con. Ghi cho cô nội dung số 5. Tìm số bị chia, tìm số chia, số trừ, số bị trừ đấy. Tìm thành phần chưa biết. Nào, các bạn viết vào giúp cô Hương ạ. Bạn nào ghi xong 5 nội dung rồi để chúng mình nhắn tin vào ô chat cho cô Hường nhé. Cô Hường mời một bạn đọc lại giúp cô Hường 5 nội dung nào. Cô mời bạn Bảo Trâm. Nước cô con đọc. 1. Phép tính các số trong phạm vi 10.000. 2. Bài toán rút về đơn vị. 3. Diện tích hình vuông, hình chữ nhật. 4. Phép tính trong phạm vi 100.000. 5. Tìm thành phần chưa biết. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời Hồng Giang đọc lại cho cô Hường 5 nội dung nào. Con đọc. Nội dung 1, phép tính các số trong phạm vi 10.000. Nội dung 2, bài toán giúp về đơn vị. Nội dung 3, diện tích hình vuông, hình chữ nhật. Nội dung 4, phép tính trong phạm vi 100.000. Nội dung 5, tìm thành phần chưa biết ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Hoàng Long cứ gửi tin nhắn gì cho cô đấy con. Cô không học mà nhắn tin nhiều thế. Cô để chế độ là các con chỉ nhắn tin được cho cô Hường thôi, không nhắn tin được cho các bạn khác đâu. Thế nên là con nhắn bất kỳ cái gì là con đang nhắn cho cô Hường đấy nhá. Cô mời Long Vũ đọc lại giúp cô Hường 5 nội dung nào. Nhắn cho cô là 1. Phép tính các số trong phạm vi 10.000. 2. Bài toán rút về đơn vị. 3. Tích hình vuông và hình chữ nhật. 4. Phép tính cho phạm vi 100.000. 5. Tìm thành phần chưa biết. Rồi, đây chúng mình đã xong hết cái phần sơ đồ rồi đúng không? Cô sẽ gọi ngẫu nhiên ba bạn sẽ dơ sơ đồ lên cho cô nhé. Đợi cô chút. Này, ngẫu nhiên ạ. Phương Duy chưa vào lớp. Cô mời anh Dũng nào. Cô mời anh Dũng giơ vở lên cô xem phần sơ đồ của cô. Cô đợi em viết nốt cô. Ừ. Còn tí thôi. Thế cô sẽ gọi con sau. Bảo Trâm, cô mời Bảo Trâm nào. Ừ, xinh thế. Rồi, khen con. Em hạn chế gạch xóa nhé. Bạn tiếp theo. Quốc Huy. Cô mời Quốc Huy nào. Rồi, khen Quốc Huy.
Bạn tiếp theo, bạn cũng là bạn cuối cùng. Mai An chưa vào. Cô mời Ngọc Diệp. Con cứ dơ cả vở trước màn hình ấy. Không, không, trang bên cơ. Bà trang ấy trang tìm x rồi. Con viết xong chưa? Cô em viết xong rồi đây. À, ừ, rồi cô thấy cô Ngọc Diệp rồi. À, cô mời Minh Nghĩa dơ vở lên nào. Rồi, anh Dũng. Minh Nghĩa dơ vở lên. Rồi cô khen này, cô khen anh Dũng. Cô khen Minh Nghĩa. Con ơi, nhưng mà sao con viết vào vở kẻ ngang thế? À, chắc là con chưa chuẩn bị được vở đúng không? Rồi, không sao. À, bây giờ cô Hường hỏi xoáy đáp xoay đây. Trên màn hình cô có hình gì đây ạ? Mời Hoàng Long. Em đưa cô là hình vuông. Nào, cô có hình vuông. Xin mời Hoàng Long nêu lại cho cô Hường công thức tính diện tích hình vuông. Em đưa cô một tính diện tích hình vuông, ta lấy dầu độ dài một cạnh, độ dài một cạnh nhân với 4 ạ. À, rồi. Hoàng Long nói rằng muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Xin mời nhận xét nào. Xin mời bạn thân của Hoàng Long, Công Huân. Em thưa cô là bạn đấy đúng rồi ạ. Bạn ấy bảo là diện tích hình vuông bằng A nhân với 4, tức là độ dài một cạnh nhân với 4. Có thể bảo là đúng. Rồi, cô mời Quốc Huy. À, sai cô. Cô là bạn nói sai rồi ạ. À, bạn nói chưa chưa hợp Em lý nói đúng nhầm, không? Thế em con nói sửa nhầm, lại. em nói nhầm, em nói nhầm. Rồi, thế Em chứ thưa mời cô Hoàng Long sửa lại là là. mình lấy nguyên tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Vâng ạ, cô cảm ơn con và cô hy vọng là lần sau con không nhầm nữa nhé. Cô mời bạn nhắc lại cho cô Hường cách tính diện tích hình vuông nào. Mời Bảo Trâm. Con nào muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Cô mời Ngọc Diệp. Con thưa cô, muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó ạ. Cô mời Minh Nghĩa. Con bật mic lên. Em thưa cô, muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài nhân chính nó ạ. Độ dài một cạnh nhân với chính nó. Rồi. Cô Hường có ví dụ như sau. Các bạn sẽ làm và tính giúp cô Hường nhé. Cô Hường có hình, cô Hường có hình vuông. Đây là ABCD. Có độ dài một cạnh là 7. Các con hãy tính giúp cô Hường diện tích của hình vuông này nào. Và nhấn kết quả vào ô chat. Tính giúp cô Hường diện tích hình vuông ABCD, ABCD có độ dài cạnh là 7 cm, có sao lại 7 cm. Hãy tính cho cô diện tích hình vuông ABCD ạ. Tính và nhắn kết quả vào ô chat giúp cô nhé. Ngồi ngồi lại bộ. Mỗi kết quả đúng thì được cô Hường cộng 5 điểm ạ. Công Huân nhắn cả đơn vị nha con ơi. Luôn. Các bạn nhắn thì các bạn nhắn kèm cả đơn vị giúp cô Hường nhé. Không có đơn vị là cô Hường không tính điểm Cô đâu. Con nhắn lại nha. Được. À, các bạn nhớ là đơn vị đo diện tích thì phải là gì nhỉ? Tại sao nhắn cho cô Hường toàn không, các bạn toàn nhắn mỗi cm vậy?
Nào, cơ hội cuối cùng cho các bạn sửa nào. Rồi, cô Hường cộng 5 điểm cho những bạn sau. Cô Hường sẽ cộng luôn trên máy của cô nhé. Cộng 5 điểm cho bạn Ngọc Diệp. Tiếp theo bạn Hồng Giang. Bạn Long Vũ. Bạn Bảo Trâm. Bảo Trâm. Bạn Công Huân. Bạn Quốc Huy. Rồi, đó là những bạn được cô Hường cộng điểm ạ. Các bạn biết vì sao mà ít bạn được cộng điểm như thế không? Em có được không cô? Hầu hết là các con chỉ gửi cho cô là 49 cm. Mà cô Hường đã dặn rồi, đơn vị đo diện tích ở đây phải là bao nhiêu, là gì nhỉ? Hồng Giang nhỉ? Con đưa cô là phải là cm vuông ạ. Đúng rồi. Cô Hương bảo các con là mặc dù là các con nhắn 49 là đúng rồi, nhưng mà đơn vị các con không đúng nên là cô Hương sẽ không cộng điểm cho chúng mình ạ. Nào một bạn đọc lại cho cô Hương phép tính ở đây là gì nào. Cô mời anh Dũng. Cô là 7 x 7 bằng 49 mẫu cm vuông đúng không? Đúng rồi. 7 x 7 bằng 49. Nhớ cho cô ở đây là cm vuông nhá. Nhớ chưa? Đừng sai một lần nữa như thế này. Rồi, cô Hường một bài toán như sau. Bài toán này chúng mình cũng làm và nhắn kết quả vào ô chat cho cô Hường. Đây, bài toán này để gỡ gạc nhá. Lúc nãy những bạn nào mà vào chưa ăn cô. Không, không, làm nháp thôi. Tí nữa vào vở thì có bài khác. Cũng tính diện tích hình vuông có cạnh là 10 cm. Các con hãy tính giúp cô Hường diện tích hình vuông có cạnh là 10 cm ạ. Lưu ý khi nhắn kết quả vào ô chat thì phải kèm đơn vị. Mà đơn vị diện tích thì đã học rồi. Lần này là rất ít bạn sai luôn. Hầu hết là các bạn đều có kết quả đúng. Và đều nhắn đúng đơn vị. Hoàng Long, Anh Dũng, Long Vũ, Ngọc Diệp, Quốc Huy, Hồng Giang, Công Huân. Hết rồi, các bạn khác chúng mình nhanh chóng gửi kết quả cho cô Hường nào. Minh Nghĩa này, Hưng, Hưng ơi, Hưng ngồi học, Hưng có tương tác với cô không đấy? Còn là nghĩ không? Hát rồi mình ra rồi. Bảo Trâm. Rồi, Bảo Trâm đã gửi kết quả. Vậy là chỉ còn mỗi bạn Gia Hưng chưa gửi cho cô Hường thôi. Minh Nghĩa đã gửi rồi. Hưng, chưa đúng rồi. Cô ơi, có cần ghi điểm không? Không, cô đã cộng luôn rồi cho các con rồi. Nêu cho cô Hường phép tính để tìm diện tích hình vuông ở đây nào. Cô mời bạn Hoàng Long. Em cho cô là lấy 10 nhân 10 bằng 100 cm vuông ạ. 10 x 10 bằng 100, mặc dù là chúng mình chưa học nhân hai chữ số nhưng mà hầu hết là các bạn ra kết quả đúng đúng không? 10 x 10 bằng 100. Bây giờ cô có một ví dụ ngược lại nhá. Ngược lại với ví dụ số 2. Ví dụ số 3. Một hình vuông có diện tích là 36 cm vuông. Tính độ dài một cạnh của hình vuông đó. Em khuyên với các bạn đừng có ghi số 2. Cô Hường đọc lại đề bài. Một hình vuông có diện tích là 36. Một hình vuông có diện tích là 36 cm vuông. Tính độ dài một cạnh của hình vuông đó. Lưu ý khi gửi cho cô kết quả phải nhắn kèm đơn vị. Không có đơn vị, không có điểm. Cô biết ngay là sẽ có bạn chia cho 4 mà.
Hoàng Long. Nào chúng mình nhanh chóng gửi kết quả cho cô Hường đi. Cô Hường sẽ công điểm vào những bạn sau. Anh Dũng này, Công Huân, Hồng Giang, Quốc Huy. Những bạn nào đúng là cô Hường đọc tên đấy nhá. Hoàng Long. À không, không cộng điểm cho Hoàng Long được. Hoàng Long ơi, mình đang tìm độ dài cạnh mà. Vậy thì đơn vị của mình có là cm vuông nữa không? Vậy là chỉ có 5 bạn có câu trả lời đúng thôi. Cô, chuyện này rõ. Cô bảo là chỉ có 5 bạn có câu trả lời đúng thôi ạ. Cô xin mời một bạn giải thích cho cô Hường nào. Vì sao cô lại tìm được ra 6cm? Nhưng mà cô mời Quốc Huy. Nhưng mà cô là con biết là phải lấy hai diện tích là phải lấy hai số bằng nhau cộng với lấy số Nhân với đó nhân với cộng chính với đó. Nhân với chính đó. Thế nên con ra là 6cm. Bởi vì mình biết là diện tích của một hình vuông là bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó đúng không? Thì số 36 này bằng hai số nào giống nhau nhân với nhau? Thì chúng mình đã học bảng cứu trương rồi. 6 nhân 6 thì bằng 36 đúng không? Thì vậy là độ dài một cạnh của hình vuông ở đây là bằng 6cm. Các bạn đã chưa? Còn các bạn sẽ chia cho 4 trong trường hợp sau. Cường có ví dụ tiếp. Cô chào Khương Duy. Cô chào Khương Duy. Không để Khương Duy đáp lại luôn. Cô Hường có ví dụ sao? Ví dụ số 4. Hình vuông có chu vi là 20cm. Tính độ dài một cạnh của hình vuông đó. Rồi, cô Hường xin mời các con thực hiện tìm cho cô độ dài cạnh của hình vuông trong trường hợp khi đã biết chu vi nào. Chắc là cái dạng này dễ hơn đúng không? Cái dạng này sẽ hơn là cái dạng mà cho biết diện tích rồi xong đi tìm cạnh đúng không nào? Một hình vuông có chu vi là 20cm. Tính độ dài một cạnh của hình vuông đó. Nào, các chúng mình nhanh chóng gửi kết quả cho cô. Cô chào Khương Duy. Alo. Không thể Khương Duy đâu. Anh Dũng, Hoàng Long, Công Huân, Long Vũ, Ngọc Diệp, Quốc Huy. Đúng. Bảo Trâm. Đúng. Anh Dũng, Bảo Trâm, Công Huân, Hồng Giang. Anh Dũng, Hoàng Long, Công Huân, Long Vũ. Quốc Huy, Ngọc Diệp, hết rồi à? Khương Duy, Minh Nghĩa ơi, Minh Nghĩa gửi kết quả cho cô Hương đi. Hương, Minh Nghĩa gửi kết quả cho cô Hương đi. Ủa, Duy ơi, Duy không bật được mic, không bật được cam luôn hả Duy? Rồi, cô cộng điểm cho những bạn đã gửi kết quả giúp cô ạ. Rồi. Cô mời một bạn phân tích. Cô mời một bạn nêu cho cô cách làm bài ví dụ số 4 này. Cô mời Bảo Trâm. Con nghe cô là vì nào? Vì chu vi của hình vuông. Vì chu vi của hình vuông vuông bằng độ dài một cạnh nhân 4 ạ. Thế bây giờ độ dài độ một cạnh dài một cạnh của hình vuông là bao nhiêu? Là 20 là 20 20 chia
20 chia 4 ạ. Bằng mấy nhỉ? Bằng 5 cm ạ. Đúng rồi, khen các con, khen Bảo Trâm và khen các bạn. Đây là trong trường hợp mà đề bài đã cho chúng mình biết chu vi rồi này. Trong trường hợp đã biết chu vi rồi đúng không? Mà yêu cầu tìm độ dài một cạnh của hình vuông thì các con chỉ cần lấy chu vi chia cho 4 đúng không? Là sẽ ra được độ dài một cạnh của hình vuông. Nhưng trong trường hợp đề bài cho biết diện tích rồi mà yêu cầu đi tìm độ dài một cạnh của hình vuông thì chúng mình không thể chia cho 4 được, mà chúng mình cũng không thể chia cho 2 được. Con lưu ý nhá. Rồi, đợi cô chút. Rồi, bây giờ cô Hường có ví dụ như sau. Oh, sorry. Đây, đây. Đợi cô, để cô bật lại cái slide này. Cái sân lên. Oh, sao trong... À, các bạn đợi cô một chút, cô mở lại cái PowerPoint của cô. Rồi, ok. Nó hiện luôn đáp án thế này. Rồi mà bạn đọc cho cô Hường ví dụ số 3 ở đây nào. Mời Ngọc Diệp. Con cho cô ví dụ 3. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 6 cm. Tính diện tích của hình vuông đó. Rồi cô cảm ơn con. Cô mời Minh Nghĩa đọc giúp cô Hường đề bài của ví dụ số 3 nào. Em thương cô là một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 6 cm, tính diện tích hình vuông đó. Rồi, cô cảm ơn con. Ờ, Khương Duy ơi, Khương Duy có bật được mic không? Alo. Khương Duy. Không nói, không nghe, không nhìn được đúng luôn. Con có trả lời được tin nhắn của cô không? Học lại có cái gì đây? Sao mi lâu hả? Uống nước của con. À, cô chào Mai An. Con xin lỗi cô, con vào muộn cô. Ừ. Hôm nay chúng mình ôn tập giữa học kỳ 2 con ạ. Vâng ạ cô. Ừ. Rồi, chúng mình quay lại bài nhé. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm và chiều rộng là 6 cm. Tính diện tích của hình vuông đó. Ủa, sao tự nhiên bài này... Bây giờ bạn nào có thể nêu giúp cô Hường các bước giải ví dụ 3 nào? Người ta cho biết rằng chu vi một hình vuông bằng chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm và chiều rộng là 6 cm. Thế bây giờ cô Hường hỏi là làm cách nào để tìm được chu vi hình vuông bây giờ? Nào, làm cách nào để tìm được chu vi hình vuông bây giờ? Đi ví dụ 3. Ừ, ví dụ 3 vào vở. Làm cách nào để tìm được chu vi hình vuông bây giờ? Biết chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm và chiều rộng 6 cm. Làm cách nào để tìm được chu vi hình vuông nhỉ? Bạn nào cho cô Hường biết nào? Cô mời bạn Anh Dũng. Cô bây giờ lấy chu tìm chu vi hình chữ nhật trước, rồi lấy ý chu vi của hình vuông chia cho hai số giống nhau ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Rồi, ý đầu tiên của bạn Anh Dũng là đúng. Bạn nói đúng rồi đấy. Bước 1. Đề bài cho các con biết chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đúng không? Mà cho thêm một yếu tố nữa là chu vi hình vuông. Chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật. Đúng không nào? Thế bây giờ để biết được chu vi hình vuông bằng bao nhiêu thì
thì chúng mình sẽ tìm nó thông qua cái chu vi hình chữ nhật. Vậy là bước 1, tìm cho cô chu vi hình chữ nhật. Bài này chúng mình làm vào vở đấy nhá. Các bạn ghi cho cô Hường ví dụ 3 vào vở, không cần chép đề bài đâu. Chỉ ghi ví dụ 3 thôi. Để khi mà chúng mình mở lại video thì chúng mình xem. Bước 1, các con đi tìm giúp cô Hường chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm và chiều rộng là 6 cm nào. Nào, tìm giúp cô Hường. Và bạn nêu lại cho cô Hường cách tính chu vi hình chữ nhật nào. Cô mời Minh Nghĩa. Em thưa cô là chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 6 cm. Cô hỏi con là nêu lại giúp cô Hường công thức tìm chu vi hình chữ nhật. Em thưa cô là muốn tìm chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều gì cộng với chiều gì nào? Ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng ạ. Ừ, chiều dài cộng chiều rộng. Còn bước nào nữa con nhỉ? Còn bước nào nữa? Rồi nhân 2. À, nhân 2. Nhưng mà nếu mà chiều dài và chiều rộng của cô Hường khác đơn vị đo, thì mình có cộng được luôn không? Không ạ, phải đủ. Đúng rồi. Và chúng mình thêm một yếu tố ở đây nữa là chiều dài và chiều rộng. Nhớ là phải cùng đơn vị đo, nhớ chưa? Thế bây giờ các con đọc cho cô Hường lời giải số 1 nào. Các bạn không cần ghi chữ lời giải 1 vào đâu nhá. Những bạn học lâu rồi chắc cô Hường không phải nhắc. Nhưng mà Minh Nghĩa ơi, con không cần ghi lời giải 1 vào đâu. Con chỉ cần ghi từ bài giải này. Xong rồi xuống dòng. Ghi cho cô Hường lời giải. Là cái lời giải số 1 này là cô Hường chuẩn bị ghi này này. Mời Long Vũ nào. Thưa cô, lời giải một là chu vi hình chữ nhật là chu vi hình chữ nhật là phép tính là gì ạ? Em thưa cô là mở ngoặc 12 cộng 6 đóng ngoặc nhân 2. À, 12 cộng 6 đóng ngoặc nhân 2. À, 112 cô. Đây. Nó bị nhảy chữ. Rồi, các bạn tính giúp cô Hường xem là chu vi bằng bao nhiêu nhá. Xong rồi nhắn kết quả vào ô chat cho cô Hường nha. Cô em nhắn kết quả trước. Được. Rất là hoan nghênh luôn. Hồng Giang Ngọc Diệp. Em có cái kiểu tôi cùng với cô. Tốt. Mai An ơi, Mai An viết bài này vào vở đi. Nêu cho cô Hường chu vi bằng bao nhiêu? Cô mời bạn Ngọc Diệp cho cô Hường biết nào. Con thưa cô, chu vi bằng 36 cm ạ. Đúng rồi, 36 cm. Thế bây giờ Ngọc Diệp cứ để mic để cô Hường hỏi nhá. Đề bài yêu cầu con đi tìm cái gì nhỉ? Đi tìm diện tích của hình vuông ạ. Ồ, đi tìm diện tích. Thế thì bây giờ làm nào để tìm được diện tích của hình vuông đây? Ta lấy 36 nhân 36. Thế mình đã biết độ dài một cạnh của hình vuông chưa? Chưa. À, thế bây giờ mình phải đi tìm cái gì nhỉ? Tìm độ dài một cạnh của hình vuông. À, mà biết là chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật đúng không? Tức là chu vi hình vuông bằng mấy đây? Chu vi hình vuông bằng 36 ạ. Đúng rồi. Thế bây giờ mình phải ghi một dòng giúp cô Hường này. Sau khi các con tìm xong hình chu vi hình chữ nhật thì các con ghi giúp cô Hường vậy. Các con ghi giúp cô Hường vậy. Chu vi hình vuông là 36 cm.
đấy. Em viết em viết luôn là chu vi hình vuông là xong rồi thành 36 cm, em không viết ở ấy rồi cô. Ừ, không sao. Cô sẽ làm từng bước này đối với cả lớp, còn bạn nào hiểu rồi thì các con làm thì cũng được. Nhưng mà nếu mà cô viết luôn là chu vi hình vuông là thì các nhưng mà con ơi, nhưng mà con không thể ghi là chu vi hình vuông là 12 cộng 6 nhân 2 được. Cái phép tính tìm chu vi này là dành cho hình chữ nhật mà, đúng không? Nó đâu có phải công thức tìm chu vi hình vuông đâu. Các con ghi giúp cô Hường một dòng vào. Vậy chu vi hình vuông là 36 cm. Không chưa? Ghi diện tích cả cụ. Ừ. À chưa? Rồi. Vậy là lúc này chúng mình biết chu vi hình vuông là 36 cm này. Để tìm được diện tích nhé. Cô viết tắt chữ diện tích. Để tìm được diện tích ở đây thì các con phải biết được độ dài. Đúng rồi. Để tìm được diện tích thì mình phải biết độ dài cạnh của hình vuông, đúng không? Mà bây giờ mình đã biết độ dài cạnh của hình vuông là bao nhiêu đâu. Vậy bước số 2 chúng mình sẽ phải đi tìm cái gì? Mời bạn Hồng Giang cho cô Hường biết. Bước 2 mình đi tìm cái gì nhỉ? Con được cô, bước 2 mình đi tìm độ dài cạnh của hình vuông ạ. Ừ. Con đọc cho cô Hường lời giải luôn đi. Con được cô đọc lời giải là độ dài một cạnh của hình vuông là phép tính là gì nào? Hồng Giang tiếp. Con được cô, phép tính là 36 chia 6 ạ. Sao lại chia 6? Chia mấy nhỉ? Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân 4 cơ mà. Ôi trời, mà bạn giúp Hồng Giang nào. Mời mời Long Vũ giúp Hồng Giang nào. Em giúp cô ơi. Độ dài cạnh một cạnh của hình vuông là 36 chia 4. À, bằng mấy nhỉ? Bằng 9 cm. Rồi, vậy là đến đây các con tìm được diện tích hình vuông rất dễ dàng rồi, đúng không? Bài này là một bài hơi khó một chút đấy nhé. Bài này chúng mình có tận 3 lời giải và 3 phép tính liền cơ. Thế là bài này được dễ xếp vào bài này có thể là được xếp vào dạng gọi là hơi khó thôi, chứ phải là bài khó. Bây giờ chúng mình tự tìm cho cô Hường diện tích hình vuông nhé. Có một số bạn đã làm ra được diện tích hình vuông rất là lâu rồi và gửi kết quả cho cô Hường từ lâu rồi cơ. Rồi, Ngọc Diệp, Công Huân cũng đã gửi kết quả cho cô Hường rồi. Cương Duy. Các bạn xong cái diện tích hình vuông, các bạn nhắn kết quả cho cô Hường nhé. Hoàng Long. Ôi, có chụp lớp phút giữa giường. À, có chơi không? Lớp kia giữa giường cô. Có chơi. Ngoan này được chơi ạ. Rồi, đọc được cô Hường phép tính tìm diện tích nào. Cô mời bạn Hoàng Long. Em thưa cô là lấy 9 nhân 9 à, bằng 81 cm vuông, đáp số 81 cm vuông ạ. Các bạn ghi vào giúp cô. Cô em xong rồi. Mai An viết xong chưa?
Hai An ơi. Em sao cái? Cô cần để cho chúng mình thêm 30 giây nữa nhé. Bảo Trâm xong. Minh Nghĩa xong chưa thì Minh Nghĩa nhắn vào ô chat cho cô Hường nào. Rồi. Bây giờ cô Hường sẽ gọi chúng mình dơ vở nhá. Sau mỗi bài tập thì cô Hường sẽ check xem chúng mình có viết bài hay không. Ngẫu nhiên nhá. Ba bạn. Cô có ghi bài hả cô? Ồ thế từ nãy giờ cô Hường bảo ghi bài mà Hưng. Đúng không cả lớp? Vâng ạ. Mời Bảo Trâm dơ vở lên cô Hường nào. Cô Hường xem nào. Rồi, rất tốt. Bảo Trâm còn được dơ hai lần rồi đúng không? Tiếp theo. Sau Bảo Trâm là Ngọc Diệp. Ngọc Diệp cũng lại vào lúc, lúc nãy là cũng Ngọc Diệp rồi. Giờ lại Ngọc Diệp tiếp. Rồi, rất tốt. Tiếp theo. Hai bạn con gái rồi. Hồng Giang, toàn vào những bạn mà chép bài đầy đủ thế này. Rồi ok Hồng Giang, cô mời bạn nào, cô mời riêng bạn Hưng dơ vở nào. Con làm gì biết viết cổ? Ủa, thế sao lại không biết viết? Cô Hường gửi, con cô Hường còn gửi. Cô Hường còn gửi phần trình bày vào trong ô chat rồi mà. Con lấy vở ra đi chứ con. Cô thì con biết hết rồi, chết. Cô mời Minh Nghĩa dơ vở lên cô Hường xem chữ nào. Ơ, con dơ mặt bên kia, con dơ mặt bên kia. Con dơ nhầm mặt trắng rồi. Con gập đôi quyển vở lại. 81 cm². Rồi, cô thấy bài của con rồi, nhưng viết chữ cẩn thận hơn con nhá. Rồi, xong ví dụ 3. Khương Duy ơi, Khương Duy có bật cam được không đấy? Không có tín hiệu gì luôn. À đây. Nào, tiếp theo. Chúng mình đến về ví dụ số 4. Ghi cho cô Hường ví dụ số 4 vào trong vở nào. Hưng ơi, Hưng mở lại cái phần cô Hường chụp màn hình ở trong chat ra. Con viết lại cho cô Hường ví dụ số 3 vào trong vở đi nhá. Tí nữa cô lại gọi con dơ vở một lần nữa. Đọc cho cô Hường ví dụ số 4. Cô mời Mai An. Con cho cô là ví dụ 4. Để úp thêm một mảnh tường, người ta dùng 8 viên gạch men hình vuông. Mỗi viên gạch hình vuông cạnh 1 dm. Hỏi diện tích mảnh tường được úp thêm là bao nhiêu cm vuông. Rồi, cô cảm ơn con. Cô mời Hoàng Long đọc đề bài giúp cô Hường ạ. Em được cô là để úp thêm một mảnh tường, người ta dùng 8 viên gạch men hình vuông. Mỗi viên gạch hình vuông cạnh 1 dm. Hỏi diện tích mảnh tường được úp là bao nhiêu cm vuông ạ? Rồi, cô cảm ơn con. Mời bạn Minh Nghĩa đọc đề bài giúp cô Hường nào. Nâng cô là để ốp một mảnh tường, người ta dùng 8 viên gạch men hình vuông. Mỗi viên gạch hình vuông cạnh 1 dm. Hỏi diện tích mảnh tường được ốp thêm là bao nhiêu cm vuông. Rồi, Minh Nghĩa tóm tắt giúp cô Hường nào. Người ta dùng mấy viên gạch để ốp mảng tường nào. Minh Nghĩa tóm tắt giúp cô.
Người ta dùng mấy viên gạch để ốp mảng tường? Em thương cô là người ta dùng 8 viên gạch. 8 viên gạch này có hình gì? 8 viên gạch có hình vuông. Rồi. Và mỗi viên gạch có cạnh bao nhiêu? Mỗi viên gạch có cạnh là 1 decimet ạ. 1 decimet. Người ta hỏi gì ạ? Người ta hỏi là diện tích mà mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu cm vuông? Bao nhiêu cm vuông? Rồi các con nhìn thấy nè. Các con nhìn thấy đơn vị ở đây có điểm gì khác nhỉ? Có điểm gì lạ lạ nhỉ? Cô Mai Mai An. Con thưa cô là 1 decimet ạ. Và cái gì? Là... Và cái gì cm vuông ở đây nhỉ? Tức là độ dài cạnh của mỗi viên gạch là 1 decimet đúng không? Thế nhưng mà người ta lại yêu cầu tìm diện tích mảng tường được ốp thêm là bao nhiêu cm vuông. Thế bây giờ chúng mình thử đoán xem là mình sẽ làm công việc gì đầu tiên nhỉ? Đơn vị không giống nhau ở đây thì làm gì? Mời Quốc Huy. Con nói cô là phải đổi sang cm ạ. Đổi cái gì sang cm ạ? Đổi 1 cm bằng 10 cm. Rồi, cảm ơn con. Thì mình đổi vào giúp cô Hường nào. Các bạn ghi cho cô ví dụ 4, bài giải. Ví dụ 4, bài giải. Cô cho đi uống nước không cô? Được. Đổi 1 decimet bằng 10 cm. Xong chưa? Bây giờ bước tiếp theo là làm gì nhỉ? Nếu bạn nào biết bước tiếp theo chúng mình sẽ làm gì? Người ta cho độ dài một cạnh của hình vuông rồi. Vậy là độ dài một cạnh của hình vuông bằng 1 decimet. Bây giờ mình đổi ra thành 10 cm. Đổi rồi làm gì nữa? Công Huân. Em thưa cô tính diện tích của mỗi viên gạch ở hình vuông ạ. Đúng rồi. Bước tiếp theo, đúng như bạn Công Huân nói, tính diện tích. Tính giúp cô Hường diện tích của mỗi viên gạch hình vuông, mỗi viên gạch. Nào, tính giúp cô Hường diện tích của mỗi viên gạch hình vuông là bao nhiêu? Độ dài một cạnh của nó chúng mình vừa đổi ra là được 10 cm đúng không? Thế thì phép tính ở đây sẽ là bao nhiêu? Mời Hoàng Long. Thôi nhanh lên thì không kịp thời gian để chơi. Em đưa cô là 10 cộng 8 ạ. Hả? Sao lại 10 cộng 8? Em nhau bên được. Em đưa cô là 10 nhân 10 ạ. Bằng bao nhiêu ạ? Em đưa cô bằng 150 m2 ạ. Đi vào ạ. Rồi. Thế thì sau khi mà các con đã tìm được diện tích của mỗi viên gạch rồi thì làm thế nào để tìm được diện tích của mảng tường? Biết là cái mảng tường đấy cần phải ốp tận 8 viên gạch có diện tích là 100 cm vuông vào. Nào, bây giờ chúng mình làm gì nhỉ?
Và Long Vũ nào? Em thưa cô là 100. À, diện tích mảng tường là? Diện tích mảng tường là? Vâng. Ừ. 108. Bao nhiêu nhỉ? 108 cô. Vì sao con lấy 108? Vì... bởi vì có 8 viên gạch như thế. Ừ. À. Rồi. Kết quả bằng bao nhiêu? 800 cm². Đáp số 800 cm² cô. Ừ. Đúng rồi đấy ạ. Chúng mình có thấy bài này dễ hay là bài này khó ạ? Nếu mà thấy dễ thì nhắn dễ hơn nhắn kết nữa. Nhắn vào ô chat ạ. Chúng mình thấy nó khó hay thấy nó dễ hay thấy nó bình thường hay là thấy nó như thế nào để các bạn nhắn vào ô chat cho cô biết nào. Khó à? Chắc là lần đầu tiên Dũng được làm đúng không? Quá dễ luôn. Bình thường. Dễ. Thế bạn nào cũng bảo dễ, tại sao lúc cô Hường hỏi không có ai giơ tay? Thế nào cô? Lúc cô hỏi bài này, cô hỏi từng bước một có thấy ai giơ tay đâu. Bây giờ bảo em là... giơ tay. Nào chúng mình tranh thủ viết bài vào trong vở đi. À, đối với cái chương trình mới mà chúng mình đang học ở trên lớp đúng không? Thì cái bài này sẽ được xếp vào cái dạng gọi là nâng cao một chút. Dễ hơn tưởng tượng. Bình thường cô ạ. Cũng hơi khó. À, chúng mình viết xong bài ví dụ số 4 vào trong vở chưa? Nếu mà xong rồi thì nhắn cho cô Hường chữ xong nào. Hưng viết xong ví dụ số 3 chưa Hưng? Ví dụ số 3 con đang ghi đến cái chỗ độ dài một cành. Ừ, thế tiếp tục đi, chuẩn bị ghi ví dụ số 4. Anh Dũng xong, Long Vũ, Bảo Trâm, Minh Nghĩa đã xong. Các bạn, Mai An đã xong. Ngọc Diệp, Hương Duy, Hồng Giang đã xong. Hương lại tư vấn nhé. Lại gọi check nào. Con nào không ghi bài không? Mai An. Mai An tư vấn lên. Nhanh chóng tắt nền đi con. Ừ, ok. Tiếp theo. Công Huân. Đổi diện tích. Rồi, ok. Bạn cuối cùng. Long Vũ. Diện tích viên gạch là... Rồi, cô cảm ơn Long Vũ. Long Vũ viết chữ đúng ly vào nhá. Và cô Hương hỏi là
Trên lớp các con đã học cái phần làm tròn số chưa? Rồi ạ. Lâu rồi, bây giờ cô mới hỏi. Lâu rồi, bây giờ cô mới hỏi. Thì cô hỏi lại thôi. Cô biết là chúng mình học lâu rồi, bây giờ cô hỏi lại thôi. Nào, thì bây giờ một bạn nào có thể nhắc lại cho cô Hường quy tắc làm tròn số đến hàng chục nào? Cô mời Khương Duy. Khương Duy nói được chưa? Alo. Alo. Con nói được chưa? Con bật mic lên. Duy nói được chưa Duy? À, không nghe gì hết trơn ạ. Không nghe gì Duy ạ. Thôi, chúng mình nhường cơ hội cho bạn khác nhé. Nêu lại cho cô Hường cách làm tròn số đến hàng chục nào. Mời Ngọc Diệp. Cô muốn làm tròn số, ta lấy số đơn vị so sánh với 5. Nếu số đấy bé hơn 5 thì làm tròn xuống. Nếu số đấy lớn hơn 5 thì làm tròn lên ạ. Ừ, thuộc như sách giáo khoa luôn. Tiếp theo, hãy cho cô Hường biết. Ừ, thì còn bằng 5 nữa. Trong trường hợp bằng 5 thì mình sẽ làm tròn như thế nào nhỉ Ngọc Diệp? Lên. Cô là làm tròn lên ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Nhắc lại cho cô Hường quy tắc làm tròn số đến hàng trăm. Nhắc lại cho cô Hường quy tắc làm tròn số đến hàng trăm nào. Mời anh Dũng. Được cô là nếu bé hơn số 50 thì làm tròn xuống. À, em cũng chả nhớ cô ơi. Không nhớ thì phải nghe bạn chứ, con tắt cam thì con chơi gì đúng không? Cô mời một bạn giúp anh Dũng nào. Nhắc lại cho cô Hường quy tắc làm tròn số đến hàng trăm nào. Mời bạn Công Huân. Em thưa cô là em lấy không? Thì em chủ yếu là hàng chục trên 5 thì làm tròn lên, hàng chục dưới 5 thì làm tròn xuống, còn 5 thì làm tròn lên ạ. Rồi, cảm ơn con, chính xác khen khen Công Huân này, Ngọc Diệp và một số bạn khác giơ tay, cô tin chắc là các con cũng nhớ đúng không? Cô mời anh Dũng đọc lại cho cô Hường quy tắc nào. Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại làm tròn lên, làm tròn khi làm tròn số. Khi làm tròn đến số đến lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì tròn lên. Rồi, cảm ơn con. Nhớ, lần này đọc xong rồi nhớ chưa con? Nhớ hơn chưa? Em biết cái hàng nghìn rồi. Ừ. Ồ, em học rồi nhưng em quên. Em học rồi nhưng mà bài này trong cái bài của mình ta học đâu cô. Ừ, thế bây giờ cô Hường giới thiệu thêm. Được không? Cô Hường giới thiệu thêm được không? Ừ, rồi. Bây giờ cô Hường có 3 số sau. 2864, 3058 và 40000 và 4 cái này chúng mình học rồi, và 4315. Các con hãy làm tròn cho cô Hường số 2864 lên đến hàng chục nào. Làm tròn số 2864 đến hàng chục nào. Nhắn tin vào ô chat. Mấy cái này rất là dễ đúng không? Cô chỉ ôn lại một nhắc lại một chút thôi. Cái này không khó. Hồng Giang, Long Vũ, Ngọc Diệp, Công Huân, Anh Dũng, Phương Duy, Công Huân. Hết rồi à? Bài này dễ thì chúng mình nhắn tin nhiều vào cho cô chứ. Minh Nghĩa. Em thương cô là em chưa học ạ. Ờ thế á?
Ông Minh Nghĩa ở trên trường là con học sách nào đấy? Con học sách toán. Cánh diều hay là chân trời hay là kết nối? Toán của tập của con là có bạn robot và bạn Mai, bạn Việt đang ở trên mặt trăng. Kết nối chi thức, kết nối cuộc sống của kết nối sống con. Bài bài học rồi mà cô. Học rồi. Kết nối tri thức thì là học học cái phần làm tròn số này rồi đúng không nhỉ? Đúng rồi cô ạ, là học qua rồi. Học qua rồi. Rồi. Quên thì mình lại nhắc lại đúng không? Mong chào hết. Mình nhiều khi cô Hường cũng quên quên nhớ nhớ ấy. Quên thì mình lại học lại cho nhớ. Lần sau không quên nữa. Rồi bây giờ Hồng Giang làm tròn cho cô Hường số 2864 đến hàng chục nào? Con thưa cô, số 2864 làm tròn là 2860 ạ. Rồi, tốt. Tiếp theo, các bạn làm tròn cho cô Hường số 3058 đến hàng chục nào? Nhắn vào ô chat. Làm tròn hàng chục hả cô? Đấy là quyển chân trời hay là quyển con xem ở trong cái bìa sách của con nó ghi là chân trời hay kết nối. Con xem ở ngoài bìa nó ghi là chân trời sáng tạo hay kết nối tri thức. Hình như là cái bìa kia là chân trời sáng tạo rồi đúng không? Hay là kết nối nhỉ? Cái đấy là kết nối. Con có quyển y chang như vậy. Rồi, cô biết rồi, kết nối. Đấy là kết nối mà nhỉ. Rồi, không sao hết con ạ. Nào, Minh Nghĩa nhìn lên đây nào. Minh Nghĩa bật mic lên, hướng dẫn. Các bạn khác biết rồi, để chúng mình nhắn tin cho cô. Minh Nghĩa bật mic lên, cô hướng dẫn nào. Con bật mic lên rồi, con nhìn nhá. Đề bài yêu cầu là con làm tròn số đến hàng chục đúng không? Thế con cho cô Hường biết là hàng chục ở đây là chữ số mấy nhỉ? Hàng chục ở đây là chữ số 5 ạ. Đúng rồi, đây bây giờ mình muốn làm tròn số này đến hàng chục thì mình dựa vào hàng đơn vị. Nếu mà hàng đơn vị lớn hơn 5 thì mình làm tròn lên. Tức là ở đây các con thấy này, 8 có lớn hơn 5 không? Đúng ạ. Thế là làm tròn lên sẽ được số nào nhỉ? 5 thêm một đơn vị đó là mấy? 6. Đúng rồi, làm tròn lên là 3060. Dễ mà đúng không? Rồi, tiếp theo. Con làm tròn cho cô Hường số 4315 nào. Con cho cô Hường biết là hàng đơn vị ở đây bằng mấy? Hàng đơn vị ở đây bằng 5 ạ. Trong trường hợp hàng đơn vị bằng với 5 thì mình cũng làm tròn lên. Thế thì ở đây 4315 làm tròn lên thì được số nào nhỉ? Bằng 4320. Đúng rồi. Có dễ không con? Dễ mà, bài này không có gì khó luôn. Cái dạng này dạng dễ gần nhất rồi nhỉ. Cô khen cả lớp mình. Tiếp theo, các bạn làm tròn cho cô Hường số 2864 đến hàng trăm nào. Làm tròn số 2864 đến hàng trăm. Rồi, rất là dễ luôn. Cô mời bạn Maya nào. Nào, làm tròn số 2864 đến hàng trăm được bao nhiêu, được số là mấy nhỉ? Được số mấy nhỉ? Con nhìn. Alo, Maya. Dạ, con đây, con chỉ suy nghĩ thôi. Thế sao mà vừa bảo học rồi? Con học rồi nhưng mà con quên không nhớ. Rồi, thế đây cô Hường nhắc lại nhá.
Minh Nghĩa cũng chú ý này, nếu mà làm tròn đến hàng trăm thì mình lại căn cứ vào hàng chục. Hàng chục lớn hơn 5 thì mình lại làm tròn lên là bao nhiêu? Mai An. Con thưa cô là 7. 8 thêm 1 đơn vị. 8 thì mình sẽ cộng thêm 1 đơn vị mà đúng không? Thế là được bao nhiêu nhỉ? 9 hả cô? Thế là được số mấy nhỉ? 2.900 thôi. Lại nhá, hãy làm tròn cho cô Hường đến hàng trăm số 3058. Làm tròn đến hàng trăm mà cô. Ừ đúng rồi, đề bài hàng trăm mà. Lúc nãy là hàng chục rồi, bây giờ hàng trăm. Đây đây. Làm tròn giúp cô Hường số 3058 đến hàng trăm nào. Cô mời Hưng. Có được cô là 3100 à. Tiếp theo, làm tròn cho cô Hường số 4315 đến hàng trăm. Nhấn vào ô chat. Hồng Giang, Khương Duy, Ngọc Diệp. Nào, cô mời Hồng Giang nào. Con thưa cô, con bằng 4300 ạ. Cảm ơn con. Rất tốt. Thế phần làm tròn này cô nghĩ là không khó đâu. Bạn nào mà quên rồi thì chúng mình có thể mở lại quyển sách này, xong một bữa sau cô cũng sẽ nhắc lại để chúng mình nhớ hơn nhá. Anh Dũng đã nhớ ra được cái gì chưa? Rồi, em nhớ tất rồi. Giờ nhớ thật rồi à? Bạn Công Huân đâu nhỉ? Công Huân còn trong lớp không? À đây, từ nãy giờ không nhìn thấy đâu. Rồi. Vậy là chúng mình, cô Hường nhắc này, bài tập ngày hôm nay thì cô Hường sẽ gửi phiếu riêng cho các con nhé. Tại vì bài ôn tập này sẽ không có trong sách bài tập toán Edison thì cô Hường sẽ gửi phiếu riêng cho chúng mình. Cái phiếu thì cũng không dài đâu, cũng ngắn thôi. Thì cô Hường gửi, chúng mình có thể là làm vào vở này, hoặc là bảo bố mẹ in phiếu cho để làm này, hoặc là chúng mình có thể gõ trực tiếp ở trên máy tính phiếu của cô luôn cũng được. Xong rồi chúng mình gửi lên Azuta để cô Hường chấm nhé. Chúng mình hiểu cách làm chưa? Bài thì luôn luôn là hạn nộp là chủ nhật. Còn chúng mình nộp sớm hơn, trước thứ tư thì càng tốt, không sao cả. Và bây giờ cô Hường gửi link trò chơi cho chúng mình nhé. Quy gì học bơ? Quy gì con ạ? Đây cô Hường, đợi cô chút, cô gửi link cho các con. Đây. Các bạn lấy nháp ra đi ạ. Không quá nháp thì sẽ không chơi được đâu. Cô Hường cho chúng mình chơi theo đội nhá. Blockit có một số bạn không vào được con ạ. Và nhiều bạn là không vào được, chứ không phải là một số nữa. Cho 4 đội chưa cô? Cô cho 4 đội. Chúng mình nhận được link của cô Hường chưa? Rồi. Ủa, sao không thấy ai vô vậy? Ở đây. Hôm nay lớp chúng mình có 12 bạn. Vậy thì mỗi nhóm nếu mà chúng mình vào đầy đủ là mỗi nhóm sẽ có 3 bạn. Mai An ơi, Mai An vào QC đi con. Con không vào được con, đây là điện thoại của bố con, nó hay bị lỗi lắm. Thôi con cứ thử vào đi, biết đâu được. Minh Nghĩa, con ấn vào đường link, con vào được chưa? Vào đi.
Thấy chưa, cô biết là Mai An vào được mà. Bây giờ còn thiếu Minh Nghĩa này. Minh Nghĩa ấn vào link của cô Hương gửi đi xem là có vào được không con. Còn bạn nào chưa vào được nhỉ? Hoàng Long. Rồi, vừa nói xong. À, Hưng vào được chưa? Ờ, cốc cốc của con nó ghi đang kiểu thế nào? Thế vào... Con ấn vào cái đường link của cô Hương gửi ở trong nhóm, trong ô chat ấy. Con cứ ấn vào. Ấn vào thì nó có hiện hiện cái dấu bàn tay ấy, chỉ vào con ấn vào. Ấn vào cái link đấy. Đấy, con ấn vào đi. Ấn vào cái link cô Hương gửi trong trong nhóm trong ô chat ấy. Con không vào được ô chat. Ô chat đâu mất rồi, con không thấy. Ô chat nó ở cạnh cái... Ô chat lúc nãy con vẫn nhắn tin cho cô được đấy đúng không? Vâng, nhưng mà vào đây con... thấy cô rồi, con đọc thấy cô rồi, con không nhìn thấy chat. Thế bây giờ là con thử vào lại đi xem con có thấy chat không? Thì cô gửi tin nhắn riêng cho con nhá, để nó bật lên nhá. Con nhận được tin nhắn riêng của cô không? Nhận được rồi. Ừ, con ấn vào. Còn một mình Minh Nghĩa thôi. Em vào được rồi. Đâu. Con nhập tên của con vào đi. Nó sẽ yêu cầu là điền tên ấy. Nickname gì gì đó đấy. Con ấn vào. Rồi. Tốt. Đấy đây. Vào được đây. Tốt. Lần sau có thế mà vào con nhé. Chơi mà con. Hình như cái câu gói bánh gì có hai câu trả lời giống nhau. Làm gì giống nhau đâu con, một cái là 412 thùng bánh, một cái là 412 gói bánh, đọc kỹ nhá. Nó khác đơn vị thôi, lừa các con đấy. Thank you.
hiểu rất là hiểu sao ạ? Tự nhiên bạn Hưng bạn giật 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 chị em mà trong khi đó bạn Hưng làm à? Bạn định tự giật khiến đồng đội bạn đấy. Bảo Trâm Hưng và nhóm Dũng, Duy và Mai An đã làm bài rất là tốt. Rồi tí nữa cô Hoàng sẽ gửi cái